Vâng, xin chào các khán giả của MyTV. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải bóng rổ MyTV High School Basketball năm 2024 của bên phía Archimedes Đông Anh. Một hiệp đấu với chưa nhiều những tình huống ghi điểm của hai đội, nhưng dấu ấn mà chúng ta thấy là sự lăn xả như tình huống cướp bóng này. Cội phản công, Valenzo bằng tay trái rất tốt, và đó là tình huống ghi điểm của Lê Anh Kiệt. Nỗ lực chuyển bóng ra không thành công. Tới vừa có tình huống chuyển bóng hỏng, đó là anh Kiệt. Đang là Gia Bảo. Một tình huống cầu contact rất tốt, và đó là tình huống end one. Người ghi điểm là Nguyễn Chu Gia Bảo, cầu thủ áo số 99. Chúng ta sẽ một lần nữa được xem lại tình huống này. Đưa bóng nhanh vào trong. Một tình huống fade away và dứt điểm rất tốt. Một pha thả bóng đầy cảm giác và đang khiến cho cầu thủ HS có phần lạc lối. Và inbound đưa bóng vào với sự thiếu tập trung của hai cầu thủ ở phần sân nhà. Một turnover không đáng có chút nào. Vẫn làm tỷ lệ ném phạt 50%. Nhưng vấn đề là Đông Anh thì họ cũng chưa phải lo lắng gì về tỷ lệ này cả. Họ vẫn đang là những người dẫn trước. Nên nhớ rằng HS vẫn có những vũ khí tấn công rất tốt. Và ghi điểm của Gia Bảo. Cả 4 điểm trong hiệp thi đấu này của HS đều thuộc về cầu thủ mang số 99. Ném phạt đều đi ra ngoài. Và đây sẽ là cơ hội cho HS. Ít nhất là để có thể thu hẹp khoảng cách. Hoặc mơ mộng hơn thì sẽ làm điều ngỡ hòa. Nhưng trước đó thì vẫn là rút được 2 điểm rồi. Được chuyển sang cánh của Minh Ngô. Cơ hội dành cho cầu thủ áo số 18 và dứt điểm không thành công, nhưng vẫn còn một nỗ lực thứ hai. Đã có điểm tính dành cho phía của HS. Lúc này thì các cầu thủ của trường phổ thông Archimedes rất cần những sự cổ vũ ở phía bên ngoài sân. Và chúng ta cũng có thể nghe thấy những tiếng cổ động. Nhưng vừa rồi thì lại làm tình huống turnover nữa. HS có cơ hội để thiết lập thế trận cho mình. Gia Bảo đưa bóng. Thêm một tiếng phối hợp truyền tốt và vẫn là Nguyễn Thế Anh Đức. 4 điểm liên tiếp dành cho Anh Đức. HS vượt lên. Bên phía Archimedes Đông Anh vừa phải gọi hội ý. Nhưng vấn đề là liệu họ có thể phòng ngự tốt không thì vẫn là dấu hỏi. Những tình huống liên tiếp để cho bên phía HS dứt điểm. Nỗ lực áp sát đến từ Minh Phúc. Bắt đầu hạn chế lỗi. Nhưng vấn đề là khi không thể áp sát thì Archimedes Đông Anh. Phối hợp nhanh vào trong đến bên phía của Archimedes. Và điểm số sẽ được tính. Một tình huống tấn công cực kỳ nhanh gọn và Quốc Quý tiếp tục là người ghi điểm. Chủ động áp sát. Không thể có phương án truyền. Nhưng mà nhìn đồng hồ vội xong rồi trượt chân thì là không nên một chút nào cả. Điểm số tiếp theo khai thác từ turnover của đối phương. Và cái điểm hết sức nhẹ nhàng của số 45 đội trưởng Phan Quốc Thái. Không phải là một đường chuyền, nhưng pha xoay người đó thì thực sự là rất mẫu mực. Khoảng cách dẫn trước lớn nhất trong trận đấu này của bên phía Archimedes Đông Anh, 19-14. Chạy cắt vào trong đã bị bắt bài rồi. Tiếp tục là tình huống tăng tốc phản công. Đặng Hào và dứt điểm tốt của Lê Đặng Hào. Cảm giác bóng rất tốt ở khu vực dưới rổ. Thời gian hội ý cần thiết cho VHS đã có. Và giờ thì chúng ta chờ đợi những tình huống dứt điểm tốt hơn của họ. Nhưng Archimedes vẫn đang là những người phòng ngự rất tập trung. Đường truyền pha xử lý rất tốt của trung phong bị phéo sành. Cội tấn công, điểm số được ghi. Mọi thứ diễn ra với một tiết tấu cực kỳ nhanh chóng. Và ghi điểm của Lê Hải Nam. Tiếp tục là Lê Hải Nam. Đã có 2 điểm và đây là điểm số thứ 4. 4 điểm liên tiếp cho Lê Hải Nam.
khoảng trống ở góc không độ bên phải. Một cú ném ba. Một tình huống splash thực sự. Và với khoảng cách 7 điểm này, Asimet Đông Anh có quyền bắt đầu mơ mộng về một chiến thắng 27-20. Aden có lẽ đang rất sốt ruột rồi, họ cần đổi điểm. Hiệp thi đấu thứ 3 không còn nhiều, thời gian chỉ là 16 giây. Bắt buộc phải đưa ra cú ném ba. Để nhắc đến khán giả là cổng bình chọn giải Nam Vương và West Fandom đã chính thức mở trên ứng dụng MyTV. Nhưng mà thực sự là các cầu thủ của Asimet Đông Anh không cho chúng tôi đọc quảng cáo các bạn ạ. Và ghi điểm rất tốt. Anh thủ đọc quảng cáo lại một chút thì với ứng dụng MyTV thì các bạn có thể có cổng bình chọn cho giải Nam Vương và West Fandom. Và hãy truy cập ngay app để bình chọn những gương mặt tiêu biểu và đội bóng mà mình yêu thích. Vẫn đang giữ bóng rất chắc đến từ cầu thủ bên phía Asimet, một đường chuyền toàn sân. Đã có thể giữ được bóng bởi cầu thủ ở bên phía tuyến trên. Thêm một tình huống nữa, một cầu thủ màu số 99 đã không thể có cú dứt điểm tốt nhất. Xử lý rất đồng đội. Thêm một tình huống dí dồ. Và Asimet Đông Anh vượt lên với khoảng cách 9 điểm. Thực sự là một tiết tấu rất khác. Và không nhiều người đã nghĩ rằng Asimet Đông Anh có thể chơi hay đến như vậy. Thì họ đang có thêm những cơ hội nữa, có thêm những khoảng trống nữa. Lợi cho bên phía của HDS đang là Nhật Minh. Tương đối thoải mái trong tình huống lên bóng. Và cảm giác dứt điểm của thủ áo số 18 cũng là tốt. Ném 3 không thành công thì vẫn sẽ còn một cơ hội nữa. Thêm một cú fadeaway. Và chạy bóng đã đi một cách cực kỳ nhẹ nhàng để đi vào rổ. Nhưng vấn đề là họ ném phạt tốt, họ đánh bình tĩnh. Nhưng bên phía của Asimet Đông Anh thì vẫn đang là những người lì lợm hơn. Tiếp tục là hai điểm nữa được ghi và vẫn là Quốc Quý. Chuyển bóng rất nhẹ nhàng, xoay người, fade. Động tác ném của phía Asimet Đông Anh phải nói là họ có nền tảng kỹ năng cơ bản khá tốt. Vẫn đang rất cố gắng để có thể giữ bóng. Pha xử lý cực kỳ quái. Và pha lên rổ tay trái này là để kết lại cho một nỗ lực không chê vào đâu được. HDS là một đội bóng với một vài cá nhân hết sức chất lượng. Asimet Đông Anh với việc chơi rất tốt một cách bài bản, với hệ thống phòng ngự và tấn công cực kỳ nhịp nhàng, họ vẫn đang hướng đến những điểm số tiếp theo. Hơi đáng tiếc một chút khi những cầu thủ mới được vào sân đã không thể có cho mình điểm số. Một tình huống 2-1 rồi. Cơ hội đột phá sau cú ném phạt kỹ thuật vừa rồi thì bên phía của Asimet Đông Anh sẽ còn một tình huống cầm bóng. Và đó cũng sẽ là tình huống để khép lại cho trận đấu này. Một chiến thắng đầy bất ngờ nhưng xứng đáng dành cho trường phổ thông Asimet Đông Anh. Chiến thắng 42-31 trước trường phổ thông khoa học giáo dục HDS. Và rất cảm ơn các khán giả của MyTV đã cùng đồng hành với trận đấu này.